Lâu mọi người. Lâu mọi người nha. Hôm nay là mình xuất lô sầu riêng mua sơ kinh thứ ba đi thị trường Trung Quốc, thị trường Thượng Hải. Thì cái lô hàng này á là mình xuất cho một đơn vị sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc nha mọi người. Đối tác là sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc hiện tại. Thấy cái tem của nó là mọi người thấy nó rất là cao cấp rồi đó. Thì đơn vị này có thể một ngày bán online được hết lô hàng này luôn, một ngày một đó. Bây giờ thì cái chất lượng Việt Nam, chất lượng Moosekin Việt Nam là đang được bạn bè của Đông Nam Á và thị trường Trung Quốc đánh giá rất là cao đó. Nói chung là mình nói chuyện mọi người cố gắng nghe nha, do là cái máy nó quạt nó khá ồn đó. Hiện tại là cái máy đo brick đâu chị? Gửa rồi hả? Cái máy đo độ brick đâu rồi? Dẹp rồi, không sao đâu. Thì mình vừa đo được gọi brick là 46.4 là với những cái quả là 9 cây nha mọi người. Nó 9 cây nè. Nhưng mà mình không biết sao mua sơ kinh nó 9 cây rồi giấm nó bu ghê quá. Đó. Và nó có một cái đặc biệt là của mình, nó cái hậu khi mình làm thì cái hậu nó rất là ok, nó không có bị đắng nhiều. Hậu nó nhẹ, hậu khi mình ăn xong nó hơi nhẵn nhẵn nhẹ, đặc biệt đặc trưng. Giá bao nhiêu một ký ha? Hiện tại giá tại vườn thì nó rơi vào 140-160 miền Tây nha mọi người hôm nay nha. Còn giá nó sẽ tăng giảm theo cái chất lượng hàng mình đi qua Trung Quốc. Ví dụ mình đang xuất cái hàng chất lượng nó khá cao, nhưng mà gặp một số đơn vị họ xuất cái hàng kém chất lượng qua đó thì giá thị trường nó sẽ bị đau lại của tổng thị trường, nhưng mà hàng mình đi vẫn giá được tốt hơn đó mọi người. Tại vì mình có cam kết đối tác là cái hàng của mình phải chuẩn, và mình nói họ bây giờ anh có cần tôi bao ăn không, thì nó không cần, họ chỉ cần họ tin vào cái vấn đề là mình ngồi mình tiếp trình quy trình cho họ, mình nói là mình làm nó như thế nào và sản phẩm ra sao, thì mình có nói là mùa mưa như thế nào mình xử lý được luôn đó mọi người. Mọi người nhìn tổng quan nha, tại vì hôm nay là cũng là lô thứ ba rồi, thì mình thấy nó khá là ok. Bạn bè quốc tế nhắn tin cho mình khá là nhiều. Mình cho mọi người coi mẫu cảnh luôn đó. Thì với Moosekin á, mọi người thấy rằng là cái màu cơm rất là đặc trưng, vị rất là đặc trưng, và cái năng suất hiện tại á, mình đang rất là cải thiện. Một số anh em vừa hôm nay rất là vui rồi, một số anh em mà khu vực Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, thì những cái anh em mà đã có liên hệ mình á thì họ rất là vui, vì mình đã tư vấn cho họ là làm thế nào để chống rụng trái non, làm thế nào để quả nó đều được học, làm thế nào để nuôi cho mà cơm nó đẹp, quả có trọng lượng, thì mình đã tư vấn sơ sơ cho họ thôi. Nên mình không có nói cụ thể, tại vì mình cũng không có thời gian, mình đang xây dựng đội ngũ kỹ thuật thôi. Đó. Em muối hết thòn cái muối. Dạ. Cái này nó vừa chín tới đó chị. Đối với cái dòng Moosekin của như thế này á, thì để đạt được năng suất thì mọi người cần một vấn đề tiên quyết, đầu tiên là thụ phấn chéo cho nó, và phải bỏ thụ ở trung phấn nha mọi người. Cần mã CACC cho anh có thầu luôn không anh ăn. Cái này á, tại vì thật sự là mình chưa có am hiểu nhiều về vấn đề thủ tục xuất khẩu, mình ao suột qua bên thứ ba để làm việc. Mình sẽ hỏi lại cái đó nha coi ơi. Ok nè, nó quạt quá trời quạt luôn, mình nói chuyện nhiều khi không người nghe. Đó. Thì một số anh em hôm trước có coi cái livestream của mình về thụ phấn và thụ phấn chéo, và làm sao để nó chạy trái nhanh á, là hôm nay là thành công rồi mọi người. Mấy anh em Đồng Nai thành công hết rồi, những vườn mà họ làm theo mình là thành công hết, trái hôm nay chạy rất là đẹp. Đó. Mình thấy không, Moosekin thì đặc tính á, Moosekin nếu mà gai nó càng nhiếm á, gai nhiếm thì cây ở trong cơm rất là ngon. Thì mình nhìn Moosekin là mình nhìn như thế này, cái quả mà họ tác động đạm nhiều á, tác động đạm nhiều thì cái gai nó sẽ nù,
gai nù thì khả năng nó trữ nước rất là cao, thì khi mình khui ra là chắc chắn nó sẽ nước nhiều và nó dẫn đến là dư nước và sượn bao hột nha mọi người. Vấn đề nó không phải nằm ở nước mưa nhiều, vấn đề của chúng ta là lạm dụng đạm để tăng trọng quả lên khi thấy nó quả nhỏ quá. Nhưng bản chất á, cái mua sơ kinh nó sẽ phát, nó sẽ phát cái trọng lượng của nó sau 30 ngày. Thì cái hàng này là hàng giao cuối nên là nó tỷ lệ nó là 64, tức là 60% là hàng năm học và 1,5 kg ăn lên, hàng 3,5 kg 1 kg ăn lên, và 40% là hàng rớt trọng lượng và từ 2,5 kg tới ba học, dưới 3,5 kg. Rồi hello đây. Thì mình một vườn của anh bạn là 230 cây. Năm nay thu được 4,5 tỷ nha mọi người. 4,5 tỷ. Một vườn của anh bạn là 70 cây thì năm nay thu khoảng được 1,3 tỷ. Đó mọi người thấy không? Thì thật ra nói nó là một bên là cây bắt đầu năm thứ 6, tức là làm bông từ năm thứ 5. Một bên là cây bắt đầu năm thứ 4 và làm năm thứ 5 và làm bông vào năm thứ 4, tức là cuối năm thứ 4 họ làm bông và năm thứ 5 họ thu. Thì về giá trị kinh tế là mình thấy là nó không có thua, không có thua. Và khi mà thị trường Trung Quốc họ chấp nhận về cái sản phẩm của mình thì giá trong nước chắc chắn là sẽ tăng. Nhưng nó tăng như thế này thì mọi người phải hiểu là nó đòi hỏi chất lượng mình cao hơn, nó đòi hỏi mẫu mã mình cao hơn, nó đòi hỏi nhiều thứ hơn là vấn đề về ông có quả sầu riêng mua sơn kinh và tôi thấy hài lòng. Và khi họ mua của mình 300 ngàn, nó phải trên sự hài lòng nữa mọi người. Đó, đây là những quả mua sang kinh của Việt Nam. Của Việt Nam mình xuất trực tiếp, nói chung là không phải xuất chính ngạch nha mọi người. Xuất chính ngạch là phải có nghị định thư và ký đàng hoàng là giống nào mới được xuất chính ngạch đi Trung Quốc. Thì những cái hàng này thì mình gọi là xuất khẩu, gọi là nếu đúng là gọi là tiểu ngạch đi chẳng hạn cho nó dễ, cho mọi người dễ hiểu. Chứ nhiều người vẫn lầm tưởng là cái gì cũng xuất được chính ngạch, muốn xuất được chính ngạch người ta phải ký giấy cho mình mới xuất được. Đó. Mọi người thấy gai nó nè, thì là mua sang kinh nó sẽ gai nó không có nhọn quá, nó gai nó tương đối nù mà nó nhím nha. Đó, nó nhím như thế này thì là rất là ok, cơm rất là ok. Chính ngạch không được đâu Khôi ơi, tại vì với cái thương hiệu mua sang kinh là Malaysia nó có sự bảo hộ, khi mình xuất á, mình có thể xuất tiểu ngạch hoặc xuất một cách nào đó mà tránh đụng vấn đề pháp lý về bản quyền nhiều hơn. Thật ra thì Malaysia họ cũng không có khó khăn như vấn đề bảo hộ thương hiệu như của Thái Lan ngày xưa đâu. Họ cũng rất là happy với vấn đề là hợp tác với mình, tại vì bên đó dân họ là không có sản lượng và cái sản lượng xuất khẩu không có, và cái chất lượng của họ hiện tại á, nó đang bị một số vấn đề về thời tiết á, là nó dẫn đến là nó không có đảm bảo. Một số anh em bên đó họ nhắn với mình á, thông tin này là họ nhắn trực tiếp mình chứ không phải là mình chém gió nha. Có mấy anh Malai vài bữa qua kiếm mình à. Đó, mọi người thấy mua sang kinh tuy nó nhỏ nhưng mà nó đủ học được hết. Đó, mọi người thấy tem nè, tem rất là tem hàng cao cấp cho mọi người, những cái tem nó đã có một cái vị thế riêng rồi, cái màu thiết kế nó ok nè. Đó, mình nói mọi người là một cái sàn thương mại lớn nhất Trung Quốc thì mọi người biết là ai rồi. Và họ live stream một ngày họ bán hết, họ hỏi còn hàng nữa không. Mình thì mình không có mua hàng vô tội vạ đâu, mình phải test trước, mình phải kiểm tra quy trình và cần thiết là mình phải kiểm soát quy trình luôn. Nếu mình không kiểm soát quy trình từ đầu thì mình sẽ kiểm soát quy trình từ 45 ngày hoặc là 60 ngày thì bắt đầu mình mới xử lý được. Còn bây giờ nếu mà vườn nào họ đang bị sượng hoặc bị dư nước hay như thế nào đó, mình sẽ tìm cách ép nước ra. Nhưng mà ép nước ra thì chấp nhận là cái trọng lượng quả nó sẽ giảm. Và cái thứ hai nữa là mình không thể ép 100% được. Ví dụ vườn đó đang là sượng khoảng 50%, thì mình ép ra nó về khoảng 82,
đó mình chấp nhận rủi ro 20% để mình làm. Trời ơi, bây giờ mọi người tin là nếu mà năm nay có những vườn năng suất có thể là 200 kg một cây năm thứ năm, mọi người tin không? Hiện tại là mình một số anh em đã cho mình con số rồi đó, sau khi mà họ xử lý á. Được chị ơi, cứ hàng về, tại vì hàng về em có báo trước trên Facebook cho mọi người á, thì mọi người cứ ghé coi để mà có động lực thôi. Em thì em cũng lu bu nên em không có tiếp mọi người được, mọi người cứ ghé nghe mọi người coi thôi đó. Mọi thấy không, rất là đẹp nha mọi người. Và mình có chỉ cho mấy anh bạn bên Malaysia với bên Thái Lan một số cái bài để làm sao trái nó tròn đẹp. Thật ra mình cũng được mấy anh em chỉ lại thôi. Anh đang ở Buôn Hồ, đang ở kho của chị Lan Tươi. Rồi, trở về rồi. 350 ngàn một ký nha. Bao nhiêu ký? Đó, tới dành phần luôn nè mọi người. Mấy ký? 5 ký, 5 ký 6, 5 ký 7 à? 5 ký 7 đi. Lô của mình hôm nay là khoảng 7 tấn mấy, gần 8 tấn á mọi người. Gần 8 tấn hàng nha mọi người. Đăng ơi, lên đây đi cắt sầu riêng của anh Đăng ơi. Thì mình mua hàng thì tương đối là kén chọn một xíu, nhưng mà giá của mình tại thị trường mình không có thua ai đâu mọi người. Có những cái vườn mình không thể chốt ẩu được, nhưng mà mình sẵn sàng, mình để năm sau mình sẽ làm việc hỗ trợ cùng mọi người. Có ghé hả Đăng? Chị Lan dễ thương lắm. Ba gặp em mới cười hố à. mới test Brit xong 46.4. Lô này thì một lát nữa sẽ đóng thùng và lên công. Thì bây giờ là 4 giờ. Thì khoảng khả năng là khoảng 6 rưỡi là lên công được rồi mọi người. 6 rưỡi là sẽ lên công được. Thì mình nhắc mọi người một lần nữa, để mua sang kinh mà nó chạy trái điều và nó điều học thì mọi người nên thụ phắn chéo cho mua sang kinh. Mình có phắn của Dona thì mình lấy Dona mình thụ. Mình có phắn của đi 6 mình lấy đi phắn đi 6 mình thụ. Mình có phắn của chuồng bò hay của bất cứ cái gì mình có mình thụ. Nhưng mà mọi người ưu tiên phắn của Dona, tại vì phắn của Dona là cái hạt phắn rất là mạnh. Thì khi đó là cái khả năng mà chạy trái rất là nhanh. Thứ hai nữa là khi quả nó lớn nó có trọng lượng. Nó có trọng lượng nha mọi người. Thứ ba nữa là nó điều học lắm. Đó, nó điều học lắm. Trái chùm luôn, không khó rụng luôn. Khi mà đậu trái bằng ngón tay cái rồi là hầu như khó rụng, trừ khi mình can thiệp cái gì nó quá mức thôi. Đang lên đây xăm cho anh trái sầu riêng mua sân kinh vô ngực ở đây đang. Đó. Thì cũng nói chung là một cái sự thành công không thể nào một người mà làm nên được. Thì mình cũng có những anh em nhà vườn họ làm rất là tâm huyết, và họ rất là kiểu như là vừa làm vừa chỉnh vừa đúc kết kinh nghiệm rồi trao đổi qua lại nhiều. Họ rất là thiện chí trong vấn đề thử nghiệm những cái mới. Rồi là có những người họ chuyên về sơ chế đóng gói và xuất khẩu. Thì cái này sơ chế đóng gói xuất khẩu là một vấn đề nữa nha. Hiện tại 5 công ty Việt Nam qua Trung Quốc thì 4 công ty là qua nó tét bét rồi. Một là tét bét, tét đít đó mọi người, tét đít đây nè, nó tét này nè, tét cái này đi qua bằng tét luôn nè. Thứ hai nữa là nó bị cắt non quá, nó không lên cơm. Thì biết mà, mình không có kinh nghiệm, mình thấy thị trường nó sốt quá, mình vô mua đại á, mình lùa thì thế nào cũng bị dính đòn. Có Cường ơi, giải pháp mùa mưa hiện tại là anh đã xong hoàn thiện rồi đó Cường. Bây giờ anh em mình chỉ chiến thôi. Nhưng mà nó thật, năm nay á, giải pháp mình làm sao đủ nước tưới nè, chứ không phải mùa mưa đâu. Hiện tại là cái mực nước nó đang rất là khô nha, nó không đủ nước tưới nha.
hàng của mình, cái mấy lô rồi của mình qua bên Trung Quốc là chỉ cần trong vòng 2 tiếng là hết hàng. Hết hàng cho mọi người. Khiếp thật. Rồi. 80 nghìn. Bây giờ mọi người cứ theo dõi đi. Thật ra mình nói với mọi người á, tương lai không tương lai là do mọi người. Mình làm cái gì mình phải kiên định. Thật ra ngày xưa Thái nó phải 5 năm nó mới ổn định được tại Việt Nam. Mua sang kinh bây giờ chỉ cần có nhiêu 2 vụ trái à. Mua trái được rồi, với mua trái lần này là hầu như là mình nắm quy trình đã chuẩn hết rồi. Rồi những cái mẹo để làm cho có năng suất, có sản lượng và có chất lượng đã có hết rồi. Và những cái quy trình mà ứng dụng để mà không bị tác động bởi nước mưa là có rồi. Đó. Thật ra bản chất thằng này mình, nếu mình có thể là mình theo đuổi nó khá lâu và mình nghiên cứu và nó nhiều, mình thấy nó khá dễ chứ không khó. Chính xác. Làm gì có niềm tin mà mua vé số cũng phải có niềm tin chứ. Đó mọi người. Mình thì mình cứ lô hàng nào lên là mình bay lên, mình kiểm tra, mình coi. Mặc dù là trên đây họ đã làm rất là chuyên nghiệp rồi, nhưng mà mình chịu không được. Mình ở Sài Gòn mình chịu không được. Mình tâm huyết nó mấy năm rồi. Mọi người có cây, mọi người cứ giữ cây, đừng có nghe ông hàng xóm, ông ba, ông B, ông C nào hết. Cứ làm đi. Rồi cứ theo dõi trang cá nhân, mình sẽ cập nhật những cái mình không có giấu nghề đâu. Nhưng mà mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái mà trong khả năng mình cho phép. Tại vì có những cái đụng đến bí quyết thì khi mà mọi người gặp vấn đề đó mình mới xử lý được. Chứ mình đưa lên nó sẽ nhõn loãn thông tin. Và người cần thì ít, mà người lấy để làm những chuyện khác thì nhiều. Đó, mọi người thấy không? Mua sang kinh là cái thứ nhất là cái mẫu của nó rất là vừa ăn. Nó vừa phải đó. Khoảng tầm 2 kg ngoài, một ký rưỡi tới 2 kg 2 rưỡi 2 6. Thứ hai á, là khi đóng thùng rất là vừa vặn, 4 hoặc 5 quả đều đủ một thùng rồi. Đó. Thứ ba nữa là cái mùi vị của nó rất là dễ chịu. Rất là dễ, nhưng mình làm chuẩn rồi, cái xác suất quả mà nó kém chất lượng rất là thấp luôn. Rất là thấp luôn mọi người. Và dù cái quả nó có mà lỡ tay thôi, cắt 7 tuổi 3, mà nó thật em, có lỡ tay cái 7 tuổi 3, ăn vào vẫn ngọt như thường, vẫn ngọt như thường. Và người ta có thể bỏ qua cái việc là anh cắt hơi non, đổi lại là một cái độ ngọt vừa phải, độ tan trong miệng và cơm ok. Đó. Nói đi mà nói lại, nói mọi người có thái giữ thái nha. Đừng có đi cắt thái ghép mu hay là cắt mu ghép thái mọi người. Cây nó cũng như con mình vậy. Mình nuôi huống lại sầu riêng. Sầu riêng thì không có cây nào sầu riêng màu nào mà làm dễ dàng hết. Đó. Và mình chăm sóc nó như con của mình thì nó mới lại quả. Còn mình thả trôi, thả nổi, thả vào môi trường cứ đòi ấy, chắc không chăm gì mà đòi ăn thì không được đâu. Đó. Thì trong vòng 48 tiếng nữa Mua Sang Kinh mình lại có chợ và chắc chắn sẽ hết hàng trong vài tiếng. À, kho này ở kho này kho chị Lan Tươi ở Buôn Hồ á. Anh mọi người thấy không? Đây là hàng loại tạm gọi là loại C đi. Loại C mình rất là ít. 8 tấn thì 7 tấn mấy 8 tấn thì loại C khoảng 200 kg dữ lắm rồi. Thì những cái loại mà tại vì cái vét vườn cái hàng bi á. Đó. Hôm qua hồi sáng mình có nói chuyện với cái anh chủ vườn, nó thôi năm nay ăn năm thứ năm anh lấy 150 kg, 56 anh lấy cho em cây 250-300 kg nổi không. Mình nói là lấy 250-300 kg đi thì chết cây nào ông đền cái đó cho, lấy khoảng 1-2 cây thì anh nói để anh cân nhắc. Còn mua sân kinh thật sự mình nói luôn, năm thứ 6 mà để đúng luôn á, nó không bị sự cố gì thì 2 tạ rưỡi là chuyện bình thường. Không có đâu, em chỉ đam mê mua sang kênh thôi anh ơi. Cái những cái giống thái hay ri á, nói như người ta cười em chết. Tại vì có những người họ mấy chục năm kinh nghiệm về thái về ri mà họ chưa dám vỗ ngực họ xưng tên nữa. Mình nói gì nó phét người ta chửi mình.
thì hiện mình nói ở Malaysia thì cái quả size của nó, nếu mà những cây lão nó khoảng 1 ký 3 ký 4 đó, mà nhưng mà nó sẽ rất, nó tròn như thế này đó, nhưng mà nó sẽ rám nha mọi người, nó sẽ không xanh như của mình, nó sẽ bị, thật ra nó là mình nãy giờ là mình có xử lý là cho nó xanh hơn, nhưng mà cái hàng khi về á là hàng Malaysia nó sẽ bị xám đi, tức là có thể là do cái đặc tính của thời tiết khí hậu, hoặc là do về cách chăm sóc, hoặc là do có khi do bị sâu rầy nữa mình cũng không biết, nhưng mà khi mình cắt xuống cái quả, mẫu quả nó sẽ bị xám, còn xám luôn. Thì một lát mình sẽ gửi cho anh em trên group Pusa King của mình, group Zalo cho mọi người coi. Thì về cảm quan bên ngoài, về độ xanh và cái gai á, thì mình đã vượt trội về màu sắc rồi, màu sắc bên ngoài rồi, mình có lợi thế, nó vượt trội thì nghe ghê quá đó. Về cái thứ hai là năng suất, thì đối với những cây tơ như thế này, năm thứ năm, năm thứ sáu, thì so với mặt bằng chung Pusa King của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia thì mình đang vượt trội về năng suất nha mọi người. Đó là mình khẳng định, mình chắc nịch luôn, nó đang vượt trội về năng suất đối với những vườn mình đang có. Còn những vườn họ làm không đạt thì mình không nói, tức là họ tự thụ phấn giữa Pusa King thì mình không nói, nó sẽ bị rớt nè, nó sẽ bị không chạy trái được, nó đụng nè đó. Còn với Pusa King Việt Nam mà năm thứ năm á, anh câu được 150 tới 150 trái là anh đã hơn năng suất của Malaysia và Thái Lan rồi đó. Thôi mọi người, bây giờ tạm biệt mọi người nha. Mình có thể trong 1-2 ngày tới mình sẽ live stream, mình nói vấn đề là sau xả nhị hoặc trong xả nhị, trong thời gian hoa Pusa King nó xả nhị thì mình sẽ bón hoặc chăm như thế nào. Rồi là hello Tá Điền, anh Cường cầu nó ngon lắm anh Cường, mới đo 46 độ 4 á, 46-24 á. Thì mình sẽ live stream mình nói về cái quy trình sao xả nhụy để cho mọi người hiểu sơ sơ. Rồi đó là mình có nói là mình sẽ, công ty mình sẽ có bộ phận chuyên về kỹ thuật tư vấn và chăm sóc vườn cho mọi người, sau đó là mình sẽ mua sản phẩm luôn nếu mọi người có nhu cầu. Tại vì mình nói rồi, thị trường mà thị trường bao la, trăm người bán vạn người mua, thì mọi người thương á thì mọi người bán lại cho mình đó. Đó, tư vấn thì thật sự bây giờ công ty mình tư vấn đó, mình cũng mở kho để mình có nhập phân thuốc về, mình hỗ trợ cho bà con, cái nào mình không có thì mình sẽ chỉ cho đại lý mua đó, để bà con yên tâm. Và mình làm thì nó quy trình nó bây giờ nó chuẩn rồi, nói chung nó chuẩn từ A tới Z hết rồi, nó không có một cái đang làm và cải thiện thêm để làm sao mà nó càng ngày nó càng tăng lên, chứ nó không phải đi xuống hoặc đi ngang đó. Nói một xíu về Black Thorn nha mọi người. Thì mình nhận một số thông tin Black Thorn ở bên Trung Quốc nó phản hồi khá là không tích cực về Black Thorn. Thì có thể mọi người nên trùng tay lại một xíu và chờ phản ứng trong thị trường năm nay đã. Thì nói thật, một ăn cả ngã gì không à, làm tương lai không ai biết. Em biết chịu mua giấy số rồi, chứ em không có đi làm mấy vấn đề sầu riêng đâu. Nên là mọi người cứ làm việc thì cứ kiên định, kiên định với mình cái cách mình làm, và mình nhìn xa hơn, mình cập nhật thông tin nhiều hơn, những thông tin mà bạn bè quốc tế hoặc là bạn bè trong nước nó đáng tin tưởng. Chứ đừng nghe mấy ông nội mà không có trình độ tối ngày cầm cây dao đi lừa nông dân á. Mình nói gì mọi người hiểu rồi đó. Và những thành phần đó mình chặn hết, mình không cho họ theo dõi mình đang làm gì luôn. Tại bản chất mình đã là đạo bất đồng thì không cần phải nói với nhau nhiều như vậy đó. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một buổi chiều cuối tuần vui vẻ. Sáng thứ hai thì lô hàng Pusa King này sẽ đã có mặt tại Trung Quốc, và một số đối tác Trung Quốc đang chờ, một số anh em là nghĩa là mình không có hàng để xuất cho họ thì họ chờ bên Trung Quốc là họ thể nằm lại lý cấp 1 để mà phân phối hàng qua các siêu thị cho họ được không, thì đang kết nối với đầu cầu tại Việt Nam đó. Hiện tại là Pusa King nó sau một cái buổi mà live stream đầu tiên về Pusa King xuất khẩu của lô hàng đầu tiên đó, thì thị trường trong nước nó sốt lên và nó làm nhảy loạn lung tung hết, quơ hàng lung tung hết. Thì mọi người phải kiên định, thứ nhất kiên định, thứ hai là phải chọn đối tác cho phù hợp. Tại vì mình có nghe nè, một vườn khoảng 6 tấn thì khi chốt cọc họ cho đặt cọc rất ít, ví dụ họ đặt cọc khoảng 20 triệu đi, nhưng mà họ cắt hết hàng đẹp, sau đó là họ bỏ giao cuối, họ cắt hết hàng đẹp xong giao cuối hàng bi họ bỏ luôn một bao, bỏ 30 triệu luôn. Cái thứ hai á là vấn đề hợp đồng về neo cắt, mình nói luôn, tại vì mình cũng là người đi mua, nhưng mà mình chia sẻ cho mọi người. Thì một vườn ở Cần Thơ
là tỷ lệ vừa như là 4-6, thì họ cắt một dao đầu, họ để 5 ngày 6 ngày cho nó rụng luôn, rụng thì anh chủ vườn tự bán, họ không mua lại, họ không mua lại, thì là họ anh chủ vườn phải lấy cái hàng rớt đa số hàng xấu hết để họ đi bán ngoài thị trường, làm gì không được, làm gì nó vô đầu đất lắm. Và một việc nữa, mua sân kinh không bao giờ có giá dưới 100.000 nha mọi người, đó mọi người phải cân nhắc. Và hàng đẹp thì không bao giờ dưới 140.000. Thì mình hôm trước là có một anh bạn ở dưới Đồng Tháp, anh nói là anh mới bán 2 tấn hàng mà rất đẹp, anh chụp hình cho mình coi luôn, 60 triệu một tấn. Nó trời trời, mình không thể tin được là của một anh thợ nào đó ở Bến Tre tên Thuận đó, mà nói làm ăn vị là không được, mà bán gì không được, cứ hù bà con là hàng này không bán được, không xuất khẩu được, không như thế này như thế kia thì không được đó. Mọi người phải cân nhắc, mọi người muốn cập nhật giá mua sơ kinh thì mình sẽ cập nhật cho mọi người hàng ngày luôn đó. Mình không phải là mình vừa hỗ trợ bà con, mình vừa hỗ trợ thương lái, mình vừa hỗ trợ thị trường, thì mọi người nên tỉnh táo về những vấn đề về cái lời nói của người khác. Thông tin trên mạng giờ có đầy, mọi người cập nhật liên tục nha mọi người đó, thì mọi người bình tĩnh và không có được đừng nên nghe những thông tin trái chiều về thị trường. Mình có cập nhật hàng ngày luôn, và mình cập nhật thị trường Trung Quốc, ở Thái Lan, ở Malaysia, ở Philippines nó diễn ra như thế nào, giống mua sơ kinh ra sao, cái giống khác thì mình có thể là mình ít thông tin hơn cái chị Lan Tươi, nhưng mà giống mua sơ kinh là mình cập nhật liên tục, và chính mình là người cập nhật cho chị ấy về những cái hoạt động diễn ra. Và có một cái tin này mình cho mọi người biết, mua sơ kinh ở Malaysia đang mắc mùa đó, mua sơ kinh ở Malaysia đang mắc mùa, và mọi người, và giá hiện tại ở Thái Lan là 275.000 một ký tại vườn với tỷ lệ loại C dưới 20%. Và ở Việt Nam mình á, nếu mình làm chuẩn hàng ok hết trơn thì giá mình có thể đu tới đó luôn. Năm nay không được thì năm sau được thì năm sau nữa đó. Nhưng mà mình khả năng là mình sẽ cố gắng giúp mọi người, vấn đề là làm sao để đạt, thứ nhất về chất lượng nè, thứ hai về trọng lượng và năng suất, thứ ba làm sao để cây nó bền đó. Và mình cũng rất may mắn là những cái vườn anh em mà mình mua lại á, anh em chia sẻ hết quy trình cho mình luôn, anh làm như thế này như năng, giúp rất là chi tiết cho mình rất là cảm động luôn mọi người. Tại vì mọi người biết á, anh biết là mình có sức lan tỏa mua sân kinh, là mình rất là tâm huyết mua sân kinh rồi. Tạm biệt mọi người nghe, mọi người chúc mọi người là năm nay bội thu và tỉnh táo về mua sân kinh nha mọi người. Hiện tại là mình đang tổ chức cho anh em kỹ thuật ở các vùng, nhưng mà chắc sẽ chậm, nên mọi người cứ theo dõi, mình sẽ cập nhật những vấn đề mọi người nha. Xin chào mọi người.